Ngày mai sẽ bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày. Dự kiến Ninh Bình sẽ đón một lượng lớn khách du lịch tới tham quan nghỉ dưỡng. Bởi vậy, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở phục vụ ăn uống đóng vai trò quan trọng để những ngày nghỉ lễ được diễn ra trọn vẹn, không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm. Kinh doanh với số lượng lớn các mặt hàng nước giải khát, bánh kẹo, thực phẩm khô phục vụ thị trường trong tỉnh nên việc đảm bảo các điều kiện về nguồn gốc xuất xứ, quy trình bảo quản thực phẩm luôn được cơ sở này chú trọng. Cửa hàng chúng tôi cũng có một đội ngũ nhân viên chuyên đi chăm sóc hàng hóa, kiểm tra hàng cận hàng, thứ nhất là phải có nguồn gốc xuất xứ, hai là hàng phải đảm bảo chất lượng, là phải còn hạn sử dụng để tránh tình trạng là khi khách hàng mua phải những cái hàng hóa không còn hạn sử dụng. Kinh doanh dịch vụ ăn uống gần ngay khu chợ trung tâm của huyện nên nhà hàng này thường nhập thực phẩm tươi sống trong ngày để phục vụ khách tại chỗ. Chủ cơ sở cũng có ý thức tuân thủ các quy định để đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, nhà hàng vẫn thường xuyên sử dụng thùng đựng rác không có nắp đậy, không thường xuyên lưu mẫu thực phẩm. Ở đây thì cuối ngày là em phủ cái vải em phủ lên, còn như thùng rác thì xong cái là cũng cho ra ngoài kia chứ cũng không để đây. Các anh các chị nhắc nhở thì em cũng khắc phục, nói chung là em tiếp thu. Hay như tại nhà hàng kinh doanh hải sản này, với quy mô lên tới 300 suất ăn nhưng vẫn chưa hoàn thiện các giấy tờ đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe, chưa đảm bảo quy trình bếp ăn một chiều, không thu gom xử lý rác thải, giá, kệ phơi bát đĩa chưa đúng quy định. Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 và hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm của các cơ sở, Ninh Bình đã thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường kiểm tra, giám sát tại các địa phương, thông qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Đồng thời với công tác kiểm tra để phát hiện ra yếu tố chưa phù hợp với các quy định của pháp luật và sẽ xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm. Thì chúng tôi còn nhấn mạnh cái công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về an toàn thực phẩm để cho các cơ sở nắm bắt và thực hiện cho tốt các quy định của pháp luật, cũng như nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì quan trọng nhất vẫn là ý thức tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm để phục vụ người tiêu dùng đảm bảo an toàn.